bình thường các anh chị mình hay nghĩ để mua một cây chớp là phải tốn tiền trăm tiền triệu, nhưng hôm nay em sẽ cho các anh chị mình mua được một cây chuẩn hoa chớp, hoa đẹp, hoa to mà với mức giá chưa tới 300.000 nữa các anh chị. Đó chính là dòng chớp Ecarbon. Đây là một cái dòng hoa chớp hàng của Thái các anh chị ha. Và thời gian trước là Hoa Lan Di Phong đã có giới thiệu cho các anh chị mình đôi ba lần, nhưng mà nó đã ngưng hàng. Hôm nay em đang tìm được cho mình một cái lô hàng của Thái nhưng đã được thuần dưỡng tại vườn ở Việt Nam ha, với cây đang lên mầm gốc rất là khỏe và khuôn hoa nè các anh chị. Ở cái dòng Ecarbon này các anh chị mình sẽ thấy viền chớp nó là một cái độ loang màu ra rất là đẹp. Đặc biệt là khuôn cánh hoa của nó rất là to ha. Cây bán cho mình hàng đã được thuần dưỡng rồi các anh chị ha, và mình đã có thể thấy lá nó bắt đầu phát triển xanh mướt và rễ non ra rất là nhiều. Đặc biệt những cây này là đều đang lên mầm con. Nếu như anh chị yêu thích những cây đang có vòi nụ, hoặc là mình sợ nó không có chuẩn hoa, em có thể lựa cho các anh chị mình những cây đang có sẵn nụ hoặc là chuẩn hoa luôn. Với một chậu như thế này chỉ có 250.000. Em bao phí ship ha. Ở đây các anh chị mình sẽ thấy nó sẽ có vài cái thân củi ha. Thì vì những cái thân củi này chính là được nhân giống bằng phương pháp tách chiết nên cái khuôn hoa của các anh chị mình nó sẽ ra chuẩn như hoa trên hình. Và các anh chị mình vẫn chăm sóc bình thường. Ở những cái cây củi này thì khi các anh chị mình nhận hàng mình đừng nên cắt bỏ ha. Vì thứ nhất là nó có thể ra hoa được, như cây này đây vẫn ra hoa bình thường. Thứ hai là ở mầm gốc của nó vẫn còn, nên các anh chị về mình có thể kích hoặc là mình làm mầm gốc để cho nó bật mầm, làm cho cái cây của mình nó sẽ bụi lùm hơn. Và anh chị nào nếu như mà mình có thể mua những cái combo 3-4 chậu thì Hoa Lan Di Phong sẽ gửi cho các anh chị mình với mức giá yêu thương hơn.